Bóc mẽ chiêu tăng chiều cao khi đóng phim của dàn sao Việt, Ngọc Huyền phải di chuyển trên bục gỗ. Huỳnh Đông mệt mỏi vì sự chênh lệch với cậu Hai Lương. Mày mà không dẫn tao đi á, tao đi mình. Ê cậu. Gì quên mày. Nó lạ lắm. Nó lạ lắm. Hậu trường luôn là nơi bóc trần hết tất cả sự thật của những cảnh quay chất lượng trên màn ảnh. Và nhờ đó, nhiều khán giả mới có dịp để biết các diễn viên phải dùng nhiều chiêu trò để lên hình sao cho phù hợp. Điển hình như việc ăn gian chiều cao của các sao Việt. Huỳnh Đông và ekip Duyên Kiếp đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi biết hóa ra họ đã phải dùng tới cách ăn gian chiều cao khi lên hình. Và thú vị hơn nữa là chiêu trò của Huỳnh Đông lại bị chính bà xã Á Châu bóc trần. Chuyện là so về chiều cao, Bạch Công Khanh có phần nhỉnh hơn Huỳnh Đông. Bởi vậy, khi quay cảnh đối thoại với nhau, Huỳnh Đông đã khéo léo kê chân bằng miếng gạch. Dù điểm tựa vững chắc này chẳng nâng anh lên được là mấy, nhưng ít ra ekip cũng dễ lấy hình hai diễn viên hơn. Trái với hành động lấp liếm trên phim, ngoài đời Huỳnh Đông rất thoải mái và tự tin với vóc dáng của mình. Trong những hình ảnh đời thường chụp cùng vợ, có thể thấy anh hầu như không cố gắng để cao hơn cô. Dù Á Châu vốn có lợi thế về chiều cao, khi đứng cạnh ông xã, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy rõ cô cao vượt hơn chồng. Hiếu Hiền. Trường hợp của Hiếu Hiền trong Giấc mơ của mẹ cũng là một ví dụ điển hình cho việc dùng chiêu trò để cải thiện vóc dáng. Không phủ nhận việc Hiếu Hiền có khả năng diễn xuất, sự duyên dáng, nhưng về chiều cao thì anh vẫn khiêm tốn nhiều so với mặt bằng chung. Do vậy, khi làm việc cùng những bạn diễn cao, Hiếu Hiền thường bị dìm hàng. Và bạn biết không, trong hậu trường Giấc mơ của mẹ, Hiếu Hiền đã mượn bục gỗ khi buộc phải đứng cùng bạn diễn cao lớn là Diễm My 9X và Quốc Anh đấy. Màn đối phó tình huống hài hước này làm người hâm mộ phi cười khi trông thấy. Ngọc Huyền. Trái ngược với những nhân vật tấu hài trong Gara Hạnh Phúc, Ngọc Huyền đã thể hiện rất tốt hình tượng cô gái mỏng manh, yếu đuối. Một trong những lợi thế giúp Ngọc Huyền hoàn thành tốt vai diễn của mình chính là ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Và chính vì sở hữu vóc dáng nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m53, mà đoàn làm phim phải có bí quyết riêng để nâng cao vị thế cho nữ diễn viên. Cụ thể là khi quay cảnh đối thoại giữa Ngọc Huyền và một nam diễn viên trong phim, dưới chân cô nàng đã được trang bị những chiếc hộp gỗ lớn. Ngọc Huyền sẽ đi lại để thực hiện cảnh quay trên đó. Có thể thấy chỉ khi ra khỏi khung hình, nữ diễn viên mới bước xuống khỏi chiếc hộp. Do máy quay chỉ ghi hình ở phía trên, nên khi phim lên sóng khán giả không thể thấy thủ thuật này và cũng không cảm thấy sự chênh lệch quá lớn về chiều cao của hai diễn viên. Quả thực, nếu như đoàn phim không quay cận cảnh ở phía dưới chân, thì chẳng ai biết nữ diễn viên đã được hỗ trợ tăng chiều cao như vậy. Quang Anh là một diễn viên trẻ được đánh giá cao, nhưng Quang Anh cũng từng thừa nhận phải sử dụng chiêu trò để tăng chiều cao khi đóng phim. Còn nhớ khi tham gia Bom Tấn Về Nhà Đi Con, những đôi giày độn đã trở thành người bạn thân thiết của nam diễn viên. Đáng nói là đôi giày của nam diễn viên sinh năm 2000 rất ô dề, có khi phải cao tới 9cm luôn ấy chứ. Quang Anh cho biết, khi sắm được đôi giày này thì bản thân luôn cảm thấy vô cùng ưng ý và tự tin khi đi bất cứ đâu. Có thể thấy, hầu hết các diễn viên dùng chiêu cải thiện chiều cao khi quay phim không chỉ vì bản thân, mà còn là một cách để giúp ekip dễ thực hiện cảnh quay hơn. Thế mới nói, chiều cao khiêm tốn đúng là bất lợi đấy, nhưng chỉ cần có sự sáng tạo thì tình thế khó cơ nào, đoàn phim và các ngôi sao cũng sẽ cân được tất mà thôi.